Thưa quý vị và các bạn, một tuần đã qua đi, lại đến giờ Lệ Quyên được phục vụ quý vị và các bạn qua tiết mục Sức khỏe và đời sống trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc do Hùng Anh và Lệ Quyên thực hiện. Hùng Anh xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, thời kỳ dậy thì là ở lứa tuổi thanh thiếu niên, chất sắt trong cơ thể cần tăng thêm gần 10%. Do vậy, thanh thiếu niên càng dễ thiếu chất sắt. Thế nhưng gần đây, chuyên gia lại cho rằng tập luyện cường độ cao liên tục trong một thời gian dài là một trong những nhân tố gây ra thiếu máu. Qua nghiên cứu thì phát hiện là đại đa số thanh thiếu niên từ 9 đến 16 tuổi có những triệu chứng như là chóng mặt khi đứng dậy, tinh thần sa sút sau khi ngủ dậy, ăn không ngon miệng v.v. đều mắc bệnh thiếu máu ở mức độ khác nhau. Mà trong đó nổi cộm hơn là những người mà thường xuyên vận động quá mức. Vì thế thì các bác sĩ đã làm một thí nghiệm là chia số học sinh tập luyện với cường độ hơn 5 ngày một tuần, môn điền kinh, bóng rổ, bóng chuyền. Và số học sinh không tập luyện thành hai nhóm để quan sát. Kết quả cho thấy những em thiếu máu hoặc gần thiếu máu là ở nhóm tập thể thao quá độ, không liên quan đến giới tính. Các bác sĩ cho biết là trong khi vận động ấy thì khi mà hai chân chạm đất, mạch máu bàn chân bị chèn ép và sự co rút đột ngột của cơ bắp ấy thì sẽ khiến hồng cầu cọ sát vào thành mạch máu, làm hồng cầu bị tổn thương, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng nước tiểu có huyết tố cầu. Ngoài ra, chất sắt cũng tan theo mồ hôi. Trong tình huống này, mặc dù không bị thiếu máu, cũng sẽ xuất hiện hiện tượng như sức bền giảm sút, dễ mệt mỏi, v.v. Bác sĩ cho rằng là phương pháp chủ yếu để mà điều trị bệnh thiếu máu do vận động quá mức là bổ sung lượng chất sắt phù hợp, giảm cường độ tập luyện. Khi mà tập luyện thì cần phải chuẩn bị tốt nhằm đề phòng bàn chân bị chèn ép quá độ. Để giúp cho bàn chân khỏe mạnh, tốt nhất là đi giày thể thao mềm và nhẹ. Trong hoạt động hàng ngày, cần tránh việc giảm béo không khoa học, nên ăn nhiều thức ăn giàu chất sắt. Sau đây, chúng ta tạm nghỉ đôi phút cùng thưởng thức bài hát Gặp bạn là cười do chị Đặng Lệ Quân thể hiện. Tiếp theo, Hùng Anh và Lệ Quyên xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài về chế độ ăn uống lành mạnh sau đột quỵ. Các bạn thân mến, biết được nguyên nhân gây đột quỵ và lập ra một chế độ ăn uống phù hợp là cách tốt nhất để ngăn ngừa tái phát bệnh. Hãy giảm muối, tăng cá, hạn chế thịt và sữa, tính lượng cho cholesterol hàng ngày, v.v. Dưới đây là chế độ ăn uống giúp bạn phòng tránh nguy cơ đột quỵ tái phát.
Muối là thủ phạm chính gây đột quỵ. Ăn quá nhiều muối sẽ làm tăng huyết áp. Vì vậy, sau khi đột quỵ, bạn nên thực hiện chế độ ăn ít muối, cần hạn chế tối đa các loại thực phẩm đóng hộp và chế biến sẵn. Cá cần phải được đưa vào chế độ ăn để giúp ích cho tim. Những chất béo không bão hòa trong cá là lựa chọn tốt trong các bữa ăn hàng ngày. Hãy chế biến cá theo cách có lợi cho sức khỏe như nướng, hấp. Thịt và sữa là hai loại thức ăn chứa các chất béo bão hòa và cần phải hạn chế vì không có lợi cho tim. Một trong những nguyên tắc ăn uống sau đột quỵ là phải lựa chọn các loại sữa ít hoặc không chứa chất béo. Tính số lượng cho cholesterol. Điều bạn cần phải quan tâm là số lượng cholesterol xấu mà bạn đang có. Bạn cần phải tính lượng chất béo mà bạn hấp thụ hàng ngày. Hoa quả và rau thì chứa nhiều chất xơ, khoáng chất và các loại vitamin có lợi cho tim và giúp bạn có trọng lượng lành mạnh. Lý tưởng là bạn nên ăn ít nhất 5 khẩu phần hoa quả và rau xanh mỗi ngày. Bạn nên ăn nhiều ngũ cốc toàn phần vì loại thực phẩm này sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu và từ đó giúp bạn duy trì được trọng lượng của cơ thể. Số lượng thực phẩm. Sau khi bị đột quỵ thì bạn nên chăm sóc bản thân. Bạn cần hành động có trách nhiệm bằng cách quan tâm đến những gì bạn ăn và số lượng thực phẩm trong mỗi bữa ăn. Nấu ăn. Bạn hãy tham khảo những cách nấu ăn lành mạnh để biết chắc rằng điều đó có lợi cho sức khỏe của bạn và đảm bảo hấp thu đủ dinh dưỡng. Uống rượu thì là một yếu tố có thể gây đột quỵ mà bạn cần phải lưu ý. Nên chỉ uống rượu ở lượng vừa phải, không nên uống quá chén, mà tốt nhất là không uống để mà ngăn ngừa nguy cơ tái phát bệnh. Hút thuốc lá cũng có tác hại tương tự như rượu. Nó làm gia tăng sự hình thành các mảng bám trong vành mạch máu. Bỏ thuốc lá là lựa chọn tốt hơn cả. Đây được cho là yếu tố kích thích tim vì làm gia tăng nhịp tim. Thưa quý vị và các bạn, gút thì là một dạng viêm khớp rất phức tạp, gây đau đớn cho sự tích tụ axit uric ở các khớp. Một khi mà đã mắc bệnh thì bạn nên chú ý chế độ ăn uống. Khớp ngón chân cái là vị trí bệnh gút thường gặp nhất. Bệnh có thể tấn công bàn chân, mắt cá chân, đầu gối và tay. Mỗi đợt lên cơn đau cấp có thể kéo dài vài ngày, thậm chí vài tháng. Nam giới và những người béo phì có nguy cơ mắc bệnh cao hơn cả. Dưới đây là những thức ăn bạn nên tránh. Thứ nhất là sò. Nếu bệnh tái phát thì bạn nên giảm ăn hải sản và thịt. Những thực phẩm có nguồn gốc từ sò và hải sản rất giàu chất purin, có thể phân hủy thành axit uric. Nên ăn ít thịt và hải sản, tối thiểu chỉ khoảng 110 gram một ngày. Thứ hai là uống bia khiến bạn dễ tái phát bệnh hơn bao giờ hết. Không chỉ bởi bia làm tăng nồng độ axit uric, mà còn vì bia gây trở ngại cho việc cơ thể tự thanh lọc axit này. Thứ ba là thịt đỏ. Khi nhắc đến chất purin thì tất cả các loại thịt đều giống nhau. Thịt trắng thì tốt hơn thịt đỏ. Nhưng mà thi thoảng bạn ăn thịt đỏ thì cũng không sao. Một số loại thịt đỏ được cho là an toàn như là thịt lợn và thịt bò. Thứ tư là hãy tránh những loại nước uống ngọt nhiều đường. Chất ngọt trong đó kích thích cơ thể sản sinh ra nhiều axit uric. Thứ năm là măng tây, súp lơ, rau chân vịt và nấm có hàm lượng purin cao hơn so với các loại rau khác. Tuy nhiên bạn vẫn có thể ăn nhưng không nên ăn nhiều. Chế độ ăn nhiều rau sẽ giúp cơ thể bạn tự thải chất purin dễ dàng hơn. Cơ thể thì cũng dễ dàng bài tiết purin có nguồn gốc từ thực vật hơn. Thứ sáu là nội tạng động vật như gan, thận thì tuyệt đối không nên ăn. Ngoài 6 nhóm trên ra thì vẫn còn nhiều thực phẩm bạn có thể lựa chọn thay thế giúp chống lại bệnh gút. Danh sách này gồm thực phẩm được chế biến từ sữa ít béo, cà phê, trái cây, đặc biệt là loại quả có múi như là cam quýt, v.v. Bạn cũng cần đảm bảo uống từ 12 đến 16 ly nước mỗi ngày, có thể thay thế bằng nước trái cây không đường, trà và cà phê.
Quý vị và các bạn thân mến, vì thời gian có hạn, tiết mục Sức khỏe và đời sống hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Lệ Quyên cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hùng Anh xin chào quý vị và các bạn.